chào Hội Thánh, chào các con cái Chúa khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị dọn lòng để chúng ta chuẩn bị rước Chúa vào lòng chúng ta để chúng ta thờ phượng. Xin Hội Thánh đứng lên và hiệp ý với tôi dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương, là Chúa từ ái, là Đấng chúng con hằng tôn thờ. Ôi Cha Thánh ơi, tạ ơn Ngài một lần nữa cho chúng con buổi sáng hôm nay được tụ tập tại đây, và anh em chúng con ở khắp nơi trên thế giới cũng như ở nhà, và lòng chúng con đã hướng về Chúa trong việc thờ phụ buổi sáng hôm nay. Nguyện xin Chúa hạ hơi chúc phước ban cho chúng con có năng linh đực từ Ngài, để chúng con rao giảng lời Chúa một cách tự do, một cách rõ ràng đến những người nghe, những người bạn hữu chúng con có mời vào đường link buổi sáng hôm nay để nghe tiếng phán của Chúa đến với lòng của họ một cách cá nhân. Xin cầu Ngài, cầu xin Ngài bao trùm Hội Thánh của Ngài tại đây, cho anh em chúng con được thỏa lòng trong Chúa và dâng lên bài ca tiếng hát đã ca ngợi danh thánh của Ngài. Chúng con biết rằng mọi sự trên trái đất này do sự tể trị của Chúa. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa phán một lời để cho cơn dịch này chóng qua và qua mau, để chúng con đến cùng với nhau một cách tự do để thờ phượng Ngài. Chúng con cũng dâng lên Chúa tất cả những anh em, thân thể anh em chúng con, những cơ thể yếu đuối bệnh hoạn, xin Chúa Ngài thêm sức, ban cho chúng con có thêm sức mới để chúng con trỗi dậy ở khắp nơi mà thờ phượng Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ở cùng với chúng con buổi sáng hôm nay và chương trình của Ngài trong việc thờ phượng Chúa. Chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin này trong danh thánh Jesus Christ. Amen. Xin Hội Thánh cứ đứng, chúng ta sẽ đọc trong Thi Thiên chương 42 từ câu 1. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa trong bản thánh ca Chỉ Trong Chúa Giêsu. Thank you.
ơn Chúa vì chúng ta đã mới ăn mừng ngày Chúa chúng ta đã vượt ra khỏi ngôi mộ và đã sống lại trong vinh quang. Đây là hôm nay chúng ta đang ca ngợi đấng sống muôn đời của chúng ta và Ngài là niềm hy vọng sống của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh. Đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Cảm ơn Chúa vì Chúa chúng ta là đấng sống muôn đời. Và chúng ta ca ngợi Chúa hôm nay qua những bài ca này, là một bài ca mới, nhưng hy vọng quý vị có thể ca ngợi Chúa với chúng tôi bài này là Ngài là niềm hy vọng sống trên chúng ta, là đấng sống muôn đời. Thank you.
Và vì Chúa Jesus Christ chúng ta đã sống lại, cho nên chúng ta có thể ca ngợi Chúa mỗi ngày, tạ ơn Ngài vì Ngài là đấng sống của chúng ta. Và chúng ta hết lòng đến với Chúa sau hôm nay và ca tụng đấng đã sống lại vì chúng ta, đã chết thế cho chúng ta và đã sống lại cho chúng ta. Chúng ta ca ngợi Chúa với hết tâm lòng sáng hôm nay qua bài ca này. Và chúng ta suy gẫm Chúa, Chúa phục sinh của chúng ta. Let us meditate and praise the Lord Jesus Christ, the risen Lord. Xin hội thánh an tọa. Đây là những đề vấn đề cầu nguyện để chúng ta dâng lên Chúa trong giờ này. Xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt. Gia đình của giáo sĩ Danny John và ba người con cùng vợ chồng ông giáo sĩ Danny được chống qua cơn bệnh Corona, cho có sự nhóm lại của tất cả con cái Chúa. Xin Chúa tiếp tục an ủi cho gia đình của bà Thuộc và đức tin của các con của bà. Xin Chúa cũng tiếp tục an ủi cho gia đình của bà Đắc Trúc vì Ruby đã về với Chúa. Về đức tin của các anh chị em của chúng ta sớm trở lại để thờ phượng Chúa. Xin cầu nguyện cho chương trình giáo lý báp têm cho các bạn được hiểu được ý chỉ của Chúa và tiến tới trong phần thuộc linh. Về sức khỏe của ông bà mục của bà mục sư Trương Văn Sáng, mục sư Phạm Văn Trực, bà mục sư Trần Thế Thiên Phước, sức khỏe cho những người lớn tuổi trong hội thánh, ông Trường, ông Tường, bà Mai, ông Lâm Đông Dân, cô Duyên Mai, Khánh Minh và hai con của Thục Thi, con của Thanh An, cho cái da cho nó hết ngứa,
bà Gia về công việc lộn xộn tại gia đình, bà Phiên, nhất là sức khỏe của cháu Quang Quy, và mọi người trong hội thánh trung tín tìm kiếm Chúa, yêu kính Chúa, yêu thương người, và bắt lấy tất cả các dịp tiện để làm chứng về Chúa cho những anh em chúng ta. Thank you.
Phần dâng hiến. Xin con cái Chúa hiệp ý cho tôi dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Cha kính yêu, chúng con ơi, chúng con đến với Chúa với tấm lòng hân hoan, đáp ứng lời lời sự kêu gọi của Chúa để đem tình yêu thương của Ngài qua chúng con đến những người xung quanh chúng con qua sự dâng hiến. Ôi Chúa ơi, Chúa thương xót cho những người lạc mất ở chung quanh chúng con, để chương trình rao giảng tin lành được đồn ra một cách rộng rãi, một cách dễ hiểu cho đến những người đồng bào của chúng con tại đây. Chúng con cầu xin Chúa Ngài chúng con để mở lòng chúng con để dâng hiến qua sự công cuộc truyền giáo. Ôi Cha Thánh ơi, những giáo sĩ đang gặp sự khó khăn, bệnh tật ở ngoài sự của nước Mỹ này, qua khỏi một sự âm êm của nước Mỹ này mà đến những nơi khó khăn cùng cực. Ôi Cha Thánh ơi, cho chúng con được hiệp ý, hiệp lòng, yêu thương và dâng hiến cho đến những công cuộc truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới. Chúng con cầu xin Chúa Ngài cho anh em chúng con được tham gia vào công tác này. Chúng con cầu nguyện mấy điều trong danh Thánh Jesus Christ. Amen. Tôi cũng xin thông báo, chúng ta cũng có trại thanh niên. Quý vị cũng cầu nguyện cho ban tổ chức được có sự đầy ơn của Chúa để tổ chức cho trại thanh niên. Làm cách nào có thể là online hay là đến cùng với nhau qua sự thờ phượng Chúa, qua sự trong trại hè thanh niên. Bây giờ chúng ta tiếp tục dâng lên Chúa sự thờ phượng của chúng ta qua bài Chúa cao quý, qua sự biệt thánh ca của chị quê Mỹ online.
Xin coi cái Chúa dọn lòng để chúng ta đọc lời Chúa. Xin hội thánh đứng lên. Chúng ta đọc một cách chậm rãi. Tiếng Việt đi trước và tiếng Anh đi sau. Chúng ta cùng đọc. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ và làm cho mình mạnh mẽ.
những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt Chúa nhiều người chứng. Hãy giao phó cho mấy người trung tâm cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy nhớ các Thánh Linh thường thường làm đổi trong những điều cầu nguyện đại sinh. Hãy dịp sự hẹn lịch và cầu nguyện cho thầy các thánh đồ cũng khởi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi cái tự do mọi bề bày tỏ mầu nhiệm của Đức Thánh Lành. First, for King and all who are in high position, that we may lead to people a quiet life, godly and happy and every day. Praying all time in the Spirit, with all prayer and completion, to add in. And also for me, that the word may be given to me in open my mouth, boldly proclaim with my sin of the heart. For what I am is such an exchange, and I have directly and boldly that I will be. Xin hội thánh an tọa. Xin mời ban hát thờ phượng chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa và thánh ca Lúc Anh Nguyện Cầu. Khi bóng đêm vừa buông xuống,
Và tới giờ giảng luận. Xin quý vị con ca Chúa lấy Kinh Thánh mình ra đọc trong Colossae chương 4 từ câu 12 tới câu 18. Với đề tài là công lao của tình yêu và công lao của sự cầu thai. Xin kính mời mục sư.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn mỗi ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, linh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. gmail.com mục sư phiên gmail.com